Hello, xin chào các bác nhé. Buổi sáng hôm nay em lên cho bác thanh lý cho bác một số mã Bình Thủy nhé. Đây thì hình thức đây. Hình thức này là có 7 con này. 4 con dung tích là 3 lít này và 3 con dung tích là 2 lít 2 nhé. Hình thức thì hình thức bên ngoài đây các bác. Thì em soi từng cái một nhé. Nói chung đây còn đẹp nhé. Không móp mép gì. Đấy. Móp đẹp, đẹp nhé, quả đẹp nhé, nói chung là quả đẹp. Đây con này móp một tí này, nói chung là có còn một con móp này, móp. Đấy. Đây còn hình thức bên trong lòng nồi đấy mấy. Lòng nồi nói chung còn khá ok chứ. Đây là bán với giá là không có dây điện nhé, không có dây, em không bao dây gì, bao dây bao điện nhé, chung giá thành lý rồi để cho bác các bác về lấy đồ làm thôi, thay thế phụ tùng thôi. Đấy thì bán này nếu mà bác nào nhặt lẻ lấy đâu nhặt con 3 lít 150 nhá, còn 2 lít 2 là 120 nhá, có bác nào lấy cả đấy, nói chung lấy hết thì 100.000 một con đấy. Đấy bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0983 329 755 chúng em với. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.